Kính chào quý khán giả và các đồng chí. Đây là bản tin quốc tế được phát sóng lúc 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ cho biết vào hôm ngày 3 tháng 12, ba tàu thương mại đã bị tấn công trong vùng biển quốc tế ở phía Nam Biển Đỏ. Trong lúc phong trào Houthi của Yemen tuyên bố tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu Israel trong khu vực. Hoa Kỳ lên án các cuộc tấn công là mối đe dọa trực tiếp đối với thương mại quốc tế và an ninh hàng hải. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục điểm nóng. Nhưng trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với những tin nhanh đáng chú ý. Ngày 3 tháng 12, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Gararri nói rằng IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của phong trào Hồi giáo Hamas trên toàn dải Gaza. Trước đó, IDF đã mở rộng phạm vi sơ tán ở dải Gaza khi yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực trong và xung quanh Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai ở Gaza. Trong khi đó, khoảng 70% bệnh viện ở Gaza phải ngừng hoạt động do chiến dịch quân sự của Israel. Lực lượng khu vực của Cộng đồng Đông Phi EAC bắt đầu rút quân khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo từ ngày 3 tháng 12, sau khi chính quyền Kinshasa quyết định không gia hạn nhiệm vụ cho lực lượng này. Trước đó, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Félix Tshisekedi đã dự định thay thế EAC bằng lực lượng do Cộng đồng Phát triển miền Nam Châu Phi triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai này chưa có thông tin cụ thể. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa tới thủ đô Bắc Kinh trong ngày 3 tháng 12 để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với trọng tâm về các vấn đề thương mại, kinh tế, đầu tư và hợp tác song phương. Đây là chuyến đi thứ hai của nhà lãnh đạo Belarus tới Trung Quốc trong năm nay. Sau cuộc hội đàm đầu tiên vào tháng 3 năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tình hữu nghị Trung Quốc-Belarus là không thể phá vỡ và hai bên cần không ngừng nâng cao sự tin cậy chính trị lẫn nhau. Công tố viên chống khủng bố Pháp, ông Jean-François Ricard cho biết giới chức đã mở cuộc điều tra về vụ đâm chết một du khách 23 tuổi người Đức gốc Philippines gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris. Nghi phạm Armand Rajapour Miyandouaf là công dân Pháp, bị cáo buộc tội là giết người liên quan đến tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Pháp chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic 2023 với lễ khai mạc diễn ra tại thủ đô Paris. Bộ Nội vụ Peru cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công tại khu mỏ Pozerosua ở tỉnh La Llanopa. Trong theo đó, thì một nhóm đối tượng có vũ trang xông vào khu mỏ và tấn công các nhân viên bảo vệ, đồng thời bắt giữ 4 con tin từ đêm ngày 2 tháng 12. Bộ Nội vụ Peru đã cử một đội đặc nhiệm đến hiện trường hỗ trợ cảnh sát địa phương. Hiện lực lượng chức năng đã kiểm soát được tình hình, bắt giữ 7 đối tượng và tịch thu nhiều vũ khí. Một người đàn ông dùng dao sát hại 4 thành viên trong đại gia đình của mình, trong đó có 2 trẻ em, tại một ngôi nhà ở quận Queens thuộc thành phố New York, Hoa Kỳ vào sáng ngày 3 tháng 12 theo giờ địa phương. Ngoài ra, một phụ nữ 61 tuổi cũng bị đâm và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Đối tượng bị bắn khi tấn công 2 cảnh sát có mặt tại hiện trường và tử vong trên đường đi cấp cứu. Trước đó, nghi phạm từng bị bắt vì một vụ bạo lực gia đình. 2 cảnh sát bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Một trận động đất mới mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi của miền Nam Philippines vào sáng sớm nay ngày 4 tháng 12. Đây là vụ động đất thứ 3 xảy ra trong vòng 3 ngày qua tại đảo quốc này. Cụ thể, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã diễn ra vào Chủ nhật và trận động đất mạnh 7,6 độ Richter vào thứ 7 ở cùng khu vực, thậm chí gây ra cảnh báo sóng thần. Ít nhất là 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong trận động đất hôm thứ 7. Trước đó 2 tuần, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter tại Philippines khiến 9 người thiệt mạng. Giao thông từ đường bộ đến đường hàng không tại nhiều quốc gia Tây Âu tiếp tục bị gián đoạn do tuyết rơi dày. Dự báo tuyết vẫn chưa giảm bớt trong những ngày tới. Khoảng 150 chuyến bay đến và đi từ sân bay Amsterdam, Schiphol của Hà Lan đã bị hủy bỏ do tuyết rơi dày trong chiều ngày 3 tháng 12. Còn tại Anh, nhiều xe tải bị lật và đường cao tốc tắc nghẽn do tuyết rơi khiến nhiều lái xe buộc phải tìm nơi trú ẩn hoặc qua đêm trong ô tô.
Trong khi đó, thủ đô Moscow của Nga ngày 3 tháng 12 ghi nhận lượng tuyết rơi đã ghi nhận mức kỷ lục trong vòng 70 năm. Phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tuyên bố nhận trách nhiệm cho vụ nổ bom trong một thánh lễ công giáo ở Philippines ngày 3 tháng 12, khiến ít nhất là 4 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Vụ tấn công xảy ra tại một trường đại học thuộc thành phố Marawi ở phía nam nước này, nơi từng bị phiến quân Hồi giáo bao vây trong 5 tháng vào năm 2017. Tổng thống Philippines đã chỉ thị cho quân đội Philippines đề cao cảnh giác ở miền nam và thủ đô Manila. Trong một tuyên bố trên Telegram, nhà nước Hồi giáo IS cho biết một thành viên của tổ chức này đã cho kích nổ quả bom khi các sinh viên và giáo viên tham dự một buổi lễ cầu nguyện công giáo bên trong phòng tập thể dục của trường đại học thể thao tại thành phố Marawi ở miền nam Philippines. Cảnh sát Philippines đã thu hồi các mảnh vỡ của một khẩu súng cối 60 ly tại hiện trường. Vụ nổ ở Marawi, thủ phủ tỉnh Lanao del Sur, xảy ra sau một loạt chiến dịch truy quét các nhóm ủng hộ tổ chức khủng bố IS ở miền nam Philippines. Đáng chú ý có chiến dịch ở Lanao del Sur, trong đó tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm chiến binh Daula Islamia Maute trong ngày 3 tháng 12. Tư lệnh lực lượng vũ trang Romeo Browner cho rằng đây có thể là một cuộc tấn công trả đũa. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lên án những hành động vô nghĩa và tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài gây ra. Cảnh sát và quân đội đã tăng cường an ninh ở miền nam đất nước và xung quanh thủ đô Manila. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro phát biểu trong một cuộc họp báo rằng các hoạt động thực thi pháp luật sẽ quyết đưa các thủ phạm của hoạt động khủng bố ra trước công lý. Ông Teodoro cho biết có những dấu hiệu rõ ràng về yếu tố nước ngoài trong vụ đánh bom và từ chối cung cấp thông tin chi tiết để không ảnh hưởng đến cuộc điều tra đang diễn ra. Các văn phòng cảnh sát ở Mindanao và khu vực thủ đô đã được đặt trong tình trạng báo động cao và các trạm kiểm soát của cảnh sát được thắt chặt để ngăn chặn những sự cố tiếp theo có thể xảy ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra các tàu thuyền trước khi khởi hành tại các cảng của nước này. Đại học bang Mindanao cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng họ vô cùng đau buồn và kinh hoàng trước hành động bạo lực xảy ra trong một cuộc tụ tập tôn giáo. Chúng tôi lên án một cách dứt khoát bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể về hành động vô nghĩa và khủng khiếp này. Trường đại học này cho biết họ đang tạm dừng các lớp học cho đến khi có thông báo mới. Nhóm chiến binh Daula Islamia Maute có liên hệ với IS đã chiếm giữ Marawi vào tháng 5 năm 2017, tìm cách biến nơi này thành một wilayat hay tỉnh ở Đông Nam Á cho nhà nước Hồi giáo. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2017, quân đội Philippines mới giành lại quyền kiểm soát Marawi, chấm dứt cuộc chiến dữ dội khiến hơn 1.000 phiến quân, quân đội chính phủ và thường dân thiệt mạng, hơn một nửa thành phố bị tàn phá và khoảng 400.000 người mất nhà cửa. Với sứ mệnh bảo vệ và duy trì an ninh khu vực, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại biên giới giữa Liban và Israel đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm căng thẳng và đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong tình hình căng thẳng leo thang như hiện nay. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng phải tự đảm bảo an toàn cho chính bản thân. Một chỉ huy cấp cao của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết, kể từ khi xung đột giữa quân đội Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra từ hồi đầu tháng 10 vừa qua, lực lượng này đã nhiều lần phải trú ẩn dưới các hầm trú trong các cuộc pháo kích dữ dội giữa hai làn đạn. Bên cạnh đó, họ luôn phải cảnh giác cao với các cuộc tấn công bất chợt, đồng thời phải luôn quan sát mọi thứ xung quanh để có thể kịp thời thực hiện nhiệm vụ. Giữa những trận pháo kích và rocket dữ dội, đôi khi chúng tôi phải di chuyển vào vị trí an toàn. Mọi người có thể thấy một số hầm trú ẩn xung quanh trại của chúng tôi. Tuy nhiên, ngay cả khi ở trong hầm trú ẩn, chúng tôi vẫn phải bố trí các binh sĩ quan sát ở bên ngoài để nắm bắt tình hình và hành động ngay khi có thể. Lực lượng này cho biết, từ khi cuộc xung đột tại dải Gaza nổ ra hôm 7 tháng 10, đã có nhiều nhân viên bị thương. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở vật chất đã bị hư hại do các cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Hezbollah ở Liban và quân đội Israel. Tình hình ở khu vực biên giới Israel-Liban đang ngày trở nên phức tạp hơn do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại dải Gaza. Mới đây, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban cho biết đã phát hiện một vụ phóng từ Liban hướng tới lãnh thổ Israel. Sau đó là cuộc đáp trả của Israel. Tuy nhiên, hiện Liban chưa bình luận về sự việc này. Không có gì ngạc nhiên khi tình hình đã trở nên căng thẳng hơn sau gần 2 tháng qua.
Dù sao, thì giờ mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi vẫn là cố gắng hoàn thành sứ mệnh được giao phó và bảo vệ binh sĩ của chúng tôi. Nhưng suy cho cùng, người đau khổ nhất vẫn chính là những người dân thường. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng cuộc xung đột hiện nay sẽ sớm kết thúc, hoặc ít nhất các nhà hòa đàm sẽ đạt được thêm nhiều lệnh ngừng bắn. Thời gian qua, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới Liban, Israel. Các cuộc đụng độ đã gây thương vong cho cả dân thường Liban. Hiện khoảng 55.500 người Liban đã phải di rời do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah kể từ ngày 7 tháng 10. Ngày 3 tháng 12, các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ đã bị máy bay không người lái và tên lửa tấn công hàng giờ, buộc tàu khu trục Hoa Kỳ phải phóng tên lửa tự vệ. Khi nhóm Houthi của Yemen tuyên bố tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào hai tàu Israel trong khu vực. Vụ việc trên đánh dấu bước leo thang lớn trên biển ở Trung Đông kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Phong trào Houthi ở Yemen cho biết hải quân của họ đã tấn công hai tàu Israel là Unity Explorer và Number 9 bằng máy bay không người lái có vũ trang và tên lửa hải quân. Thủy thủ đoàn của những chiếc tàu này đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của quân đội nhóm này cho biết các cuộc tấn công là nhằm đáp lại yêu cầu của người dân Yemen và lời kêu gọi từ các quốc gia Hồi giáo sát cánh cùng người dân Palestine. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết hai tàu này không có mối liên hệ nào với Israel. Ông Hagari cho biết thêm, một con tàu bị hư hại đáng kể và đang gặp nạn và dường như có nguy cơ bị chìm, còn một con tàu khác bị hư hỏng nhẹ. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, tàu khu trục Kani của nước này đã đáp lại các cuộc gọi khẩn cấp và cung cấp hỗ trợ sau các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái từ lãnh thổ do Houthi kiểm soát. Phía Hoa Kỳ cho biết chiếc tàu Unity Explorer bị hư hại nhẹ, trong khi chiếc Number 9 cũng được báo cáo bị hư hại. Tàu Kani đã bắn hạ 3 máy bay không người lái khi giúp đỡ các tàu thương mại. Hiện chưa rõ liệu tàu chiến có phải là mục tiêu hay không. Quân đội Hoa Kỳ cảnh báo các cuộc tấn công này là một mối đe dọa đối với thương mại quốc tế. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nhấn mạnh Washington sẽ xem xét mọi phản ứng thích hợp với sự phối hợp đầy đủ với các đồng minh và đối tác quốc tế của mình. Con tàu Unity Explorer có gắn cờ Bahamas thuộc sở hữu của công ty Unity Explorer và được quản lý bởi Dow Shipping có trụ sở tại London. Con tàu dự kiến đến Singapore vào ngày 15 tháng 12, trong khi tàu Number 9 đang hướng đến cảng Suez là một tàu container treo cờ Panama thuộc sở hữu của công ty Number 9 Shipping và được quản lý bởi Newcastle-upon-Tyne, Bernhard Struth Ship Management BSM có trụ sở tại Vương quốc Anh. Tàu Number 9 hiện đang di chuyển và không có báo cáo nào về thương tích hay ô nhiễm sau vụ việc. Công ty cho biết con tàu đã bị trúng đạn khi đi qua eo biển Bab al-Mandab. Vụ việc được báo cáo xảy ra sau một loạt vụ tấn công ở vùng biển Trung Đông kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas vào ngày 7 tháng 10. Công ty an ninh hàng hải Embraer của Anh trước đó cho biết một tàu chở hàng và một tàu container đã bị ít nhất hai máy bay không người lái tấn công khi đang di chuyển ở Biển Đỏ. Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của Anh đã nhận được báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở eo biển Bab al-Mandab của Biển Đỏ. Tuần trước, một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã đáp lại cuộc gọi cấp cứu từ một tàu chở dầu thương mại do Israel quản lý ở vịnh Aden sau khi nó bị các cá nhân có vũ trang bắt giữ. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, công ty Walt Disney đã thực hiện một cuộc diễu hành quy mô lớn ở Chile, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Người dân tại thủ đô Santiago của Chile đã được chứng kiến màn trình diễn ấn tượng trong lễ diễu hành dịp Giáng sinh do công ty Walt Disney tổ chức nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập. Cuộc diễu hành kéo dài 3 giờ đồng hồ, bắt đầu từ ga tàu điện ngầm Salvador và kết thúc tại dinh tổng thống Chile. Tại sự kiện năm nay, Disney sử dụng các bóng bay khổng lồ để tái hiện các nhân vật hoạt hình kinh điển của hãng như chuột Mickey, vịt Donald hay chú người tuyết Olaf vui nhộn. Không chỉ các em nhỏ mà ngay cả người lớn cũng như trở về tuổi thơ với các nhân vật hoạt hình như Mickey, Goofy.